Dạ Ngũ Nguyễn, em xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngũ Nguyễn của em nha. Hiện tại hôm nay thì Ngũ Nguyễn sẽ cập nhật giá xe những cái dòng mô tô và những cái dòng xe phổ thông thông dụng anh chị em mình dễ mua dễ xài, và đặc biệt đó là cái chủ đề chính vẫn là những cái dòng mô tô cho anh chị các bạn cô chú mình ha. Thì hiện tại Ngũ Nguyễn đang có mặt tại cửa hàng xe máy Vinh Béo nha anh chị. Với địa chỉ của cửa hàng xe máy Vinh Béo đó là lô TC19 đường 22 tháng 12, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nói chung là về cái địa chỉ này anh chị đã từng theo dõi kênh YouTube Ngũ Nguyễn chắc cũng đã biết được bên xe máy Vinh Béo rồi. Hiện tại mấy hôm trước thì ảnh chuyên về những cái dòng mô tô, những cái dòng Win đội cà phê, nhưng hôm nay mình thấy là loáng thoáng có những cái dòng như là Exeter Winner nè, Exeter nè, rồi Vision, Arcelo, nói chung cũng có. Còn đây là những cái dòng như là 67 các bạn, rồi Win đội cà phê. Bên trong có những cái dòng mô tô độc lạ ha, cũng có luôn. Rồi đặc biệt là những cái dòng các anh mà các chú rất thích đó là Rebel và GZ thì cửa hàng cực kỳ là nhiều luôn. Mời anh chị mình vào trong gặp anh Vinh ha. Đây anh sẽ báo giá với anh em mình trong hôm nay luôn. Rồi chào anh. Ok nhá. Ừ, chào anh. Chào Ngũ Nguyễn nhá. Dạ. Chào tất cả 500 anh em đang coi livestream tại cửa hàng xe máy Vinh Béo nhá. Dạ. Thì hôm nay cửa hàng mình cũng về một số xe phải không? Dạ. Thì về một số xe thì hôm nay mình cũng review sơ qua những cái xe mới về. Có xe cỏ, có xe mô tô, có đủ hết nhá. Dạ. Đầu tiên mình có giới thiệu cửa hàng là cách cửa hàng 800m là về hướng bên phải ha, vòng xoay An Phú thuộc Bình Dương. Dạ rồi. Còn hướng mà ngược lại là 3 cây số là ngã tư Đất Thánh nhá. Dạ bên trái đó chị, tầm 3 cây số ha. Mình vẫn mua bán trả góp, trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới nhá. Dạ. Và vẫn hỗ trợ ship xe đi các tỉnh cho anh em. Dạ. Và vẫn góp tay đôi với anh em luôn. Nếu anh em nào mà không là xấu á thì góp ngân hàng. Dạ. Còn anh em nào mà đã xấu thì mình góp tay đôi với cửa hàng nhá. Dạ. Đó thì anh em mà coi trong quá trình coi mà xe nào mà mình không kỹ không rõ, yeah, có thể kết bạn với số Zalo mình là 0965 145 779 đó, mình đăng trong Zalo đó rất là nhiều, anh em có thể vô đó tham khảo và ủng hộ nhé. Ok bây giờ mình ok anh giờ mình cứ quay từ những con xe đầu tiên ha. Okay, đầu tiên là con Quay S nè, biển số 95 Hậu Giang nè. Hiện tại con Quay S này anh Vinh để cho mọi người mình là giá nhiêu đây anh? Con này đang để cho anh em giá là 10.500.000 nhá. Dạ con này là chỉ có 10.500.000 anh chị ha, biển số là 95F1 03478 anh chị nha, 03478. Hả? Rồi, đó là con Quay S. Tiếp theo cũng là một con Quay S tiếp theo luôn. Con này là màu cái gì không anh? Đen anh chị, đen bóng. Con này là Quay RSX. Con này biển số 93B1 01155. Thấy anh để cái giá phía sau là 9 triệu rưỡi đó, không biết là như thế nào. Rồi, để ảnh nghe xong điện thoại hỏi cho chính xác. Okay, anh chị ha. Rồi. Con RS này thì anh để bao nhiêu anh? Con này để cho anh em giá là 9 triệu nhá. À 9 triệu thôi. Vì sao hay để 9 triệu rưỡi đó, anh em mua trên live được ưu đãi hơn là giá. Okay, chỉ có 9 triệu đồng anh chị mình nha. 9 triệu đồng. Rồi. Còn các bạn chị phụ nữ mà muốn chạy dòng xe tay ga thì có thể lựa chọn con xe Vision nha anh chị. Con xe Vision ở đây. Con này biển số là 60B9 11546. Con đang để cho anh em giá là 13.800.000 nhá. 13.800.000. Ừ. Biển số Đồng Nai nha anh chị ha. Màu đỏ, đây là Vision đời đầu nha các bạn anh chị. Còn anh em nào mà thích những cái dòng côn tay đi thể thao mà không đủ tiền mua xe 135 hay 150 á thì mình cứ lựa chọn đây là cái dòng Suzuki Arcelo. Nó là thuộc dạng xe của Suzuki rất là bền, 125 phân khối. Biển số là Hà Tĩnh nha các bạn, 38B1 38810. Giá lợi cho anh em là 12 triệu nhá. Rồi ok. Nói chung giá mình đưa là vẫn còn bớt cho anh em hiểu không? Dạ. Anh em nào chưa tí thì vẫn cứ gọi điện mình vẫn bớt cho anh em nhá. Dạ. Ok. Nói chung thì giá báo là vậy thôi, nhưng mà anh chị mình cứ đến với cửa hàng là còn bớt cho anh em. Dạ. Đó, okay. 12 triệu. Cái này trả góp qua bên ngân hàng, bên công ty tài chính anh. Thì mình có cần phải trả trước rồi không anh? Mấy xe nói chung tầm 3-40 triệu đổ xuống là không cần trả trước. Dạ. Với điều kiện là mình mà không là xấu ngân hàng hiểu không? Dạ. Trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi nhá. Rồi ok, okay. Anh. Giấy tờ thì mình cần cái gì để mà mình mua góp anh? Mua góp thì nếu mà có chứng minh chip mới bây giờ là cần chứng minh thôi. Dạ. Còn chứng minh cũ thì có chứng minh hộ khẩu một dạ cái. Rồi. Ok anh. Còn chứng minh chip giờ thì cần một cái là ok rồi. Dạ rồi ha. Tiếp tục ở đây là dòng Mercedes 150. Màu xanh GB cho anh chị, biển số là 60C1 88570. Nhân trạch Đồng Nai nha. Con này anh để giá sao đây? Này để giá cho em là 25 triệu nhá. Rồi, 25 triệu đồng nha các bạn anh chị ha. Giá là 25 triệu đồng cho chiếc Mercedes 150. Lúc nãy là có báo cho anh chị về một chiếc Vision mẫu cũ rồi, giá là có 13 năm đúng không anh? 13.800.000. 13.800.000. 2 triệu đồng giá luôn. Bằng giá luôn. Con này cũng 13.8, camera có thể là quay cho mọi người xem về cái dàn áo ha. Thì mình thấy dàn áo cũng rất là đẹp á. Tươi. Không trả trước là vẫn được đúng không anh? Đúng rồi, mấy xe dạ thì không cần trả trước nhé. Còn anh chị không may nợ xấu thì anh nói gấp đây đôi là như thế nào, anh thấy là tư vấn rõ hơn vấn đề này cho mọi người nắm rõ được không?
Gấp tay đôi thì giả sử mình cũng có chứng minh hộ khẩu phải không? Dạ. Đó, nếu mà xe mà tầm khoảng 50 triệu đi thì mình có thể đưa trước cho cửa hàng khoảng 40 triệu nhé. Đấy là mình cho thiếu lại 10 triệu. Đó là gấp tay đôi qua cửa hàng. Tạo điều kiện cho anh em hiểu không? Anh em mà không đủ tiền là tạo điều kiện cho anh em. Đó như vậy. Rồi. Tiếp tục bên đây là một chiếc Exciter 135, biển số là Đồng Nai, 60F1 112 60. Có đời nào đây anh? Này đời 2013, để cho anh em giá là 17 triệu nhé. 2013, giá là 17 triệu đồng anh chị nha. Máy không biết có làm chưa anh? Máy móc còn zin luôn. Là có làm nồi làm đầu chưa? Chưa luôn. Chưa luôn ha. Đúng rồi. Còn áo nó cũng hơi cũ theo năm tháng thôi hả? Dạ. Rồi đây là một chiếc Honda 67, biển số 84FB6609. Con này thì như thế nào đây anh? Hai con này đã giá đồng cho anh em là 14 triệu luôn, đồng giá luôn nhá. Đồng giá hết. 14 triệu một em. Dạ rồi, đồng giá hết là 14 triệu xe đó anh chị ơi. 14 triệu. Đó, anh em nào thích thì xuống thì vẫn bớt cho anh em nhá. Đó dạ. Anh em cứ thoải mái alo không quan trọng rồi, đâu. Ok anh. Còn bên đây anh, con này em thấy là có lên lốc đề nè và lên cái cặp túi da ở sau nè. Giá cả giá là đồng, như thế nào? Đồng giá luôn em, 14 triệu luôn. Đồng giá luôn anh chị, con 84 Trà Vinh và con 68 Kia Giang ha, 6873. 68HA 6873 anh chị ha. Đó là con có chế đề. Và đây là Kimco. Kimco này 50 ha, 125 anh. Con này 125. Ờ 125. Giá để anh em là 14.800. Rồi. 125 phân khối, giá 14.800. Các bạn thấy là cái xe nó rất là ngầu luôn. Vỏ trước vỏ sau là Michelin nha anh chị ha. Vỏ cũng vỏ xịn đấy. Biển số 61LD 41032 anh chị nha. Còn đây anh, một chiếc Win đồ cà phê nè. Win cà phê chiếc này biển số 81 Gia Lai, để anh em giá là 13.500 nhé. 13.500. 81R7-2224 anh chị nha, 13.500. Và kế bên cũng là một chiếc Win đồ cà phê biển số 25F2 để anh em giá 11.500 nè. 2489, 11.500 luôn. 11.500. Okay. Nãy là con Kimco 125. Còn bây giờ bên đây là Kimco 150. 50 thôi. 50cc. Đây là các em học sinh đi học được nha. Này giá để anh em là 14.800 luôn, đồng giá nhá. Dạ. 14.800. Đúng rồi, đồng giá. 65AA07824 anh chị nha, màu xanh rất là đẹp luôn. Còn đây mình có cặp Win cà phê luôn nè anh. Win cà phê hai con này để đồng giá cho anh em luôn. Rồi. Con này 12 triệu, hai con 12 triệu đồng giá luôn. Hai con đồng giá 12 triệu hết, con biển 24 và con biển 74 Quảng Trị anh chị nha. Rồi. Giờ camera mình đi vào trong đây luôn đi camera ơi. Đi đường này vào đây ha, để anh em mình tiếp tục với những cái dòng xe bên dưới luôn. Có một cái chiếc Phoenix. Cái này bao nhiêu phân khối anh? Con này 170 em. 170 Phoenix, có vô cái vô rất là to. Cặp chống đổ cả hai bên. Nổ rồi không ta? Đó, tiếng bồ quá các bạn. Lật ghê ha. Này đang bán cho biển số Hà Nội nhá, 29 Hà Nội. Ôi cha. Biển số 29 Hà Nội. Để anh em giá 28 triệu nhé. Rồi. 28 triệu đồng nha anh chị nha. 28 triệu cho chiếc Phoenix. Còn cái bên con này kêu bằng con gì ạ? Visiton 170. Dạ. Yeah. Đó, biển số 29 Hà Nội luôn, để anh em giá là 29 triệu nhé. Cũng là 29 triệu đồng. Và con này là biển số 29 luôn, 32113. Đó. Còn ở đây giống nhau luôn phải không anh? Hai con nè. Nhưng mà ghi đông thì vô khác tí. Hơi khác nhau xíu, gắn cái bô khác hả? Con này có hạ phục nè, anh em mà chiều cao khiêm tốn tí có thể lựa chọn con này hợp lý hơn nè. Rồi. Con kia đi hai cái bô rất đẹp. Yeah. Hai bô hai bên giống rất hẳn luôn. Đúng rồi. Con này đi bô độ nhá, biển Thái Bình. Giá rồi anh em là 26.500. Con này là 26.500 nha anh chị ha. Con này đi chỉ đi có một cây thôi, còn bên kia là hai cái bô hai bên đi trang rất ngàn vậy đó. Rồi qua đây một chiếc GBS Demon, hãng xe này là của Thái nha, GBS là xe của Thái. Tên xe là Demon, biển số 92 Quảng Nam, 52797. Giá để anh em là 37 triệu nhá. Rồi, 37 triệu đồng anh chị nha. 37 triệu đồng. Còn anh chị nào mà thích cái mẫu Firm FZ mà đi tour đi phượt đi cà phê mà dán ngồi thoải mái á, dán mô tô mà yên liền ngồi nó không có bị đau mông á thì lựa chọn con FZ này. Cặp mâm sơn màu đỏ, biển số Đồng Nai, 60F3 42910. Đây là anh em giá là 32. Đó, 32 triệu. 32 triệu đồng nha anh chị ha, giá là 32 triệu đồng. Đến với cửa hàng thì mình có thể bớt tối đa con này là tầm bao nhiêu tiền anh? Nói chung nữa anh em tài chính bớt thêm khoảng 5-700 cho anh em hiểu không? Rồi, tầm 5-700 ngàn nữa là vẫn được anh chị ha. Anh em tài chính thì vẫn cứ alo cho mình nhé. Rồi.
Còn bên đây là em thấy là biển số là của thuộc dạng trên 170 này, trên 175 này nè. 200cc Kawasaki nhá, 200cc 67A1-01185. Tên chính xác của nó mình kêu bằng con gì anh? Hả? Tên của nó mình kêu bằng con Pulsar vậy đó. Pulsar gì ha? Pulsar vậy đó. Coi cặp chống đổ anh chị ha, 200 phần khối. Xe giá mới căng nhá. Giá bao nhiêu anh? Con này đợi anh em giá là 46 nhá. 46 triệu đồng nha anh em nha, 46 triệu. Xe đẹp như mới luôn, chính chủ luôn. 200 phần khối, vỏ trước vỏ sau đều là vỏ Michelin hết nha anh em nha. Michelin hết, vỏ tốt quá. Rồi bên đây một chiếc Benelli. Này 175 đúng không anh? 170 đúng không? Dạ. 170, 175 gì nè, con này biển con này 95. Bán cho anh em giá là 28 triệu 500. 95E1-87467 anh chị nha. Máy thử con Benelli cho anh nghe coi như thế nào. Bô cũng to nha các bạn ha. Bô này có móc rồi. Có 285 thôi. Đi mô tô là phải móc bô nghe nó mới sướng hả? Dạ. Tại bô nó nhỏ quá nghe nó không sướng lắm. Còn đây là chiếc Sirius FI biển số 78C1-31899. Cái này anh em giá là 10 triệu 500. Rồi, có 10 triệu 500. Máy móc zin nguyên bản luôn nhá. 10 triệu 500 ngàn anh chị ha. Rồi, ok anh. Giá này là các bạn anh chị đến cửa hàng là vẫn còn bớt nha. Cái mã này là bánh căm thắng đùm nha anh chị. Còn qua đây là một chiếc Vision đời đầu biển Thanh Hóa 36B3-73797. Con này đời 2014 nhá. Dạ. Đời cao hơn hai bên kia. Giá để anh em 15 triệu nhá. 15 triệu đồng. Còn đây là Liberty 3BE biển Bình Phước 67171 số cặp. Giá 15 triệu luôn, đồng giá luôn anh em. Quá rẻ luôn. 15 triệu luôn anh chị ha. Giá là 15 triệu đồng luôn. Tiếp theo là một chiếc AB đầu bò biển số Bình Phước 93M1-21607. Con này như thế nào đây anh? Con này 14 triệu cho anh em. Rồi 14 triệu đồng. Nó có chuyển tử rồi. Mẫu mới anh em nhá. Dạ. Yeah. 10 triệu rưỡi nha anh em ha, màu đỏ tươi. 10 triệu 500 ngàn. Anh em mình làm luôn hàng này được không anh? Xe phổ thông cho anh chị mình dễ lựa chọn nè. Đúng rồi. Đây một chiếc Allegan K50 biển Đồng Nai nha các bạn anh chị, biển Đồng Nai 06907. Giá đợi anh em là 8 triệu rưỡi nhá. 50 không cần bằng lái luôn. Nói dạ. Ai không có bằng lái đi là ok luôn nhá. Đặc biệt là các em học sinh ha, học sinh cấp 3 là đi con này mình thấy là tuyệt vời nè. Đúng xe rồi. 50 thì xăng bầu nó không uống nhiều. Máy móc nó bền như Honda luôn á, yeah. Đi rất là sướng nhá. Nó nhỏ, chi tiết máy móc nó nhỏ nên rất là im. Đó các bạn thấy không? Quyền pha thì không có cửa đâu nha. Nói về độ im á anh chị, không nói về cái khác nha. Nói độ im là Honda không cửa luôn á, im luôn à. Rồi. Còn bên đây anh, con Novo. Hai con Novo 5. Để anh em giá là 11 triệu 500 một chiếc nhá. Đồng giá hết 11 triệu rưỡi. Đúng rồi, đồng giá luôn. Các bạn đang theo dõi đó, coi biển số 60 Đồng Nai B8-28242. Con tiếp theo là màu tím ha. Biển này là biển thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 24464. Rồi, 11 triệu 500 luôn. Còn con WinX anh. WinX này là biển số 68 Kiên Giang, giá để anh em là 32 triệu nhá. Con này là phiên bản thắng thường, chưa có ABS nha anh chị ha. Đúng rồi, 2021 chạy mấy ngàn đi xe mới luôn, dạ. Xe lướt nhá. 32 triệu đúng không anh? 32 triệu. Rồi, 32 triệu anh chị ha. Phiên bản này là bản V2, bản liền mình tịt. Xe như xe mới luôn. Dạ. Rồi. Kiến còn đúng cặp anh chị nha. Con này thì không có gì để chơi rồi, mới tin nè. Còn đây là con AB đầu bò. AB đầu bò, biển 66 Đồng Tháp, 14 dạ. triệu luôn. 14 triệu luôn, 01365 nha anh chị ha. 01365, 14 triệu đồng luôn. Rồi, tiếp theo bên đây chiếc Quay Blast, bánh mâm thắng đĩa đàng hoàng nha. Nhân trạch Đồng Nai 60C1-89073. Để đợi em giá là 13 triệu 800 nhá. Bản này thì nó là 110, tiết kiệm xăng, dễ xài, hư rất dễ sửa anh chị, mà muốn hư cũng cực kỳ khó nếu anh chị mà nhấc nhau đầy đủ nha. AB đầu bò 110 phân khối đề từ. Con này biển Tiền Giang 63B90872. Xe cũng đẹp, giá để anh em là 14 triệu đồng giá luôn. Rồi. Đó nhà còn 3 chiếc AB đầu bò. Dạ. Anh em có đến nữa, thích cái nào mình bớt chiếc đó nhá. Dạ. Cứ đến nữa thoải mái, máy móc bao êm bao ngon luôn. 14 triệu phải không anh? Đúng rồi. Bỏ dạ giá rồi. Cho nó dễ lựa. AB đầu bò là giá là 14 anh chị ha, 14 triệu. Còn đây là con Bentley anh, Bentley 125. 932-27382. 22 đồng nhá. Dạ. 22 triệu nha anh em ha. Nổ máy cái chơi, anh em nghe chơi cái dòng mà Bentley nha coi. Máy cũng hơi bị về imru à. Rồi, anh em mình qua đây. Có một cái chiếc Future X. Cái này là có FI rồi phải không anh?
21 full xăng điện tử nhá. Đời cuối của Fuel X luôn. 21 full xăng điện tử FE. Con này sao đời ta? Đời được mà, bóp bóp không? À bóp thắng vô ha. Máy cực chất luôn à. Cái tiếng con của xe nào nghe đã quá ta. Máy con này anh em không chơi được đâu. Máy quá đã luôn. Con này khỏi bàn luôn rồi. 72 Vũng Tàu F1 77203. Giá bao nhiêu anh? Này đợi cho anh em giá là 45 triệu nhá. 45 nha anh chị ha. Về cái tiếng máy thì con này là anh em không thể bàn cãi rồi. 45. Còn đây tiếp tục lại là một con GBX nha anh chị ha, GBX Demon. Con này bị số 72 Vũng Tàu. Giá là anh em đồng giá luôn, 37 luôn. 72953, giá là 37 luôn. Rồi kế bên anh, con này kêu bằng con gì? Con gì ta? Con Boss City. Boss City. Này để cho anh em giá là 20 triệu nhá. Đó. Rồi, Boss City. Giá chỉ có 20 triệu thôi là mình có một cái dáng xe mô tô hầm hố và to bự như thế này rồi anh chị nha. Boss City. Rồi tiếp theo bên đây, con biển 83B209763. Con này là con FZ có vô một cái cánh bửng bình hồng nha, nhìn cho nó ngầu hơn. Biển 83 Sóc Trăng. Vỏ sao giống cho đi. 30.500. Rồi, 30 triệu. Full xăng điện tử luôn nhá, chạy rất là ngon. Dạ. Yeah. 30.500. FZ này là FZI nha anh chị ha, FZI là FI á, full xăng điện tử rồi. Còn đây anh, con này kêu bằng con gì? Quật SQM 125. Dạ. Biển số 83 Sóc Trăng, đợi anh em giá là 23.500. Cái này của tụi em ha, xe này mình không rành lắm, anh chia sẻ là chiếc kêu bằng chiếc quật phải không? Quật đúng. Biển 83C1 51249 nha anh chị ha, có cặp quả đồng hồ rất là ngầu luôn. Rồi, mình bắt đầu từ con đi phân phía sau luôn đi anh ha. Này, qua đây. Câu gì? Yeah. Chiếc ly phân này thì nó là một cái dòng mô tô 125 phân khối, bị số là 75. 150 nhá. 150 ha anh. Rồi, giá có mười mấy triệu à? Bao nhiêu anh? Để anh em giá là 17 triệu nhá. 17 triệu nha anh chị ha. Ly phân. 17 triệu 150 phân khối, bị số 75. Trên là rồi các bác các chú đi đóng phim là đúng bài thôi nhá. Này thì quá ngầu rồi. Đi cực ngầu đi đóng phim. Dạ. Này mà đóng mấy cái phim hành động á ha, nhìn là bao ngầu luôn. Cực ngầu luôn. Dạ. Còn kế bên đây là một con KBR Boss City nè anh. KBR Boss City nha anh em ha. Giá như thế nào đây? Anh em giá là 23 triệu nhá. 23 triệu nha anh chị ha. Đó. KBR Boss City. Xe đẹp máy êm. Còn đây là dòng R15V3 bên đây, màu đen nhám. Này là chắc là 2020 rồi phải không anh? Đúng rồi, 1920 mình để ý luôn. 1920. Biển 69 Cà Mau nhá. Yeah. Biển số 3456 nhưng biển số đẹp luôn. Xếp ngược rồi. Dạ, xếp ngược rồi. 3456 anh chị nha. Mỗi tội là 3456. Các em nó đứng không đúng chỗ. Hiện tại bây giờ là 45633. Rồi, giá bao nhiêu anh? Nè, em giá là 53 triệu nhá. 53 triệu cho con này. Ok nha anh chị ha. Máy móc mà mấy con này khỏi bàn rồi phải không anh? Máy đi phải không? À, con này đang giảm xuống còn 52.500. À, vậy là còn 525. Rồi, bên đây anh, con này xe ok hết nhá. Zin nguyên bản, máy móc zin hết nhá. Con này anh này như thế nào đây? Con này biển số 72 Vũng Tàu, 52 triệu nhá. 52 triệu nha anh chị. 72C2 41158 nhá. Chống đổ các thứ là mâm titan, thế là đồ đồ chơi rất nhiều. Máy chống đổ nè. Đó, mâm này sơn mà titan. Có luôn cái kính chắn gió ha. Giá thì anh luôn đã báo cho anh chị rồi. Biển số là của Vũng Tàu. Nó dòng R15V3 cho anh em giới trẻ mình bây giờ. Còn các anh nào mà thích xe mới mà cái ly phân á, xe mới á, thì đây mình có 3 xe nè. Đây là xe mới. Xe nha. Mới thì còn mấy cái giá dao động nói chung trên dưới 30 phải không? Đó mình báo số đơn công ty cho anh em. Anh em ở tỉnh nào xuất vào tỉnh đó nhá. Yeah. Anh em cần cái dòng xe mới liên hệ cho mình. Cái hoặc thích là... xe nào có thể kết bạn Zalo với số 0965145779. Yeah. Chụp hình xe lại gửi qua cho mình không? Hỏi xe này còn không hoặc là mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em nhé. Rồi. Đây là xe mới nha anh em ha, nên là mình ra tên ở đâu thì các bạn liên hệ về cửa hàng để cửa hàng báo giá chi tiết cho mình. Còn đây là những cái dòng xe đã qua sử dụng nhưng mà hầu như là y như là xe mới luôn. Đó là dòng GZ150 màu đỏ. Con này thì mình thấy là có vô một cái di động nè. Phải không anh? Cái này là gục vô di động rồi phải không? Đúng rồi. Nổ máy con GZ đầu tiên cho anh em nghe ha. Ở đây thì thật sự là hàng GZ thì nhiều lắm. Wow, con này móc bu luôn. Nghe phê chứ. Còn bu im, bu riêng của GZ thì rất là im luôn. Dạ con này nghe nó hầm hố đỡ hơn tí. Và ghi đông rất là đẹp nè anh chị nha. Ghi đông
có nhãn năng lượng xanh đầy đủ hết trơn luôn. Giá như thế nào anh? Con này 6 mấy triệu em nhé. 6 mấy anh? Nói chung là dòng Gazette này là trên 60 triệu hết. Mấy con màu đỏ trên 60 triệu nhé. Còn màu đen thì 5 mấy triệu đổ xuống, 4 mấy, 5 mấy. Còn màu đỏ là 6 mấy triệu tùy theo hiểu không? Rồi. Anh em thích con nào thì cứ liên hệ cho mình. Đó, màu đỏ thì có 67 nè. Gazette còn hơn chục cái hiểu không? Dạ, ở đây có bị 62 đâu em nữa nè anh chị ha. Còn hơn chục chiếc anh em. Gazette thì nhiều lắm anh chị, mình cứ liên hệ cửa hàng quá nha. Quá nhiều luôn. Dạ. Đời Gazette là mình có từ 23 đến 2021. Dạ, có hết. Từ 23 đến 2021. Dạ. Giá từ 39 triệu đổ lên. Dạ. Màu đen thì 39 triệu đến 50 mấy triệu. Dạ. Có màu đỏ là giá nó cao hơn. Màu đỏ là sao mấy thôi. Đúng rồi. Rồi. Đây mấy con này đời cao 150 hết nha anh em ha. Đây như là biển 67 An Giang nè, 79716 nè ha. Còn đây là biển số 73 Quảng Bình nè. Mấy cái hàng này cứ 5 mấy triệu nha anh chị nha. 32394. Rồi, cứ 5 mấy triệu cho những cái dòng đời cao này. Còn mẫu là 125 23 hoặc là 150 23 mà xe cũ tí thì bằng 3940 là có. Đây con này 405 nè. Đó. Đây anh chị biển số thành phố nha. Rồi, nhưng biết con này giá rẻ nè, 405 nè anh chị. Này là form của 23. Còn đây biển 75 thì tìm thấy. 42279 nha anh chị ha. Biển số 75 luôn. Hàng này thì nằm hàng 59 rồi. Bưu điện nó điểm xuống mà. Xe nó đẹp nè, giá 59 triệu mới tin nè. Rồi. Bên đây là có nhãn năng lượng xanh luôn anh chị. Hôm nay gửi thì chắc phải mai mốt mới nhận được, 1 2 ngày mới nhận được. Cái hàng đi đông luôn. Mấy con này đa số mình thấy lên đi đông rất là nhiều rồi. Có nhãn năng lượng luôn, xe mới tin. Hàng này hàng 5X nha. Năm mấy triệu anh chị ha. Rồi, còn có giữa con nữa mình quay là 40 lại mấy cho anh em rồi đó. Còn bên đây anh, con này biển 69 Cà Mau. 51 triệu nhá. Dạ, 51 triệu nha anh chị. Cũng có vô ghi đông rồi kìa. Bên đây cũng đã vô ghi đông, biển 77 Bình Định. 75685. Con này cũng 51 triệu luôn, để dạ. Bình Định luôn. Rồi. Toàn xe lướt, xe đẹp không, 219, 220 hết nhá. Dạ. Con này đọc nè. Con này là 45 triệu để 45. Bình Dương nhá. Dạ. 61 Bình Dương. Con này nó vô cái này mình có thể là gắn một cái thùng lên nữa cũng được nè. Gắn một cái thùng lên. Lên. Dạ. Và ghi đông cũng là xuống ghi đông ngầu đẹp nè anh chị ha. Đây. Đó. Ghi đông đọc không? Có này bị cầu rồi hết cho anh em luôn nè. Đó. Đó. Không. Chưa không? Bấm cái là chớp cả hai vậy á, đọc nhờ. Tối cái đèn rồi nha. Đó. Rồi, đồ chơi rất nhiều, đủ các loại đồ chơi. Rồi ok nha anh em nha. Hai cái đèn. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục em này là 39 triệu nhá. Biển số Bến Tre. 71 Bến Tre. Có 39 triệu rồi đó anh chị. Xe đẹp máy êm nhá. 65350 giá có 39 triệu đồng thôi. Còn đây là Yamaha gì đây anh? Yamaha gì ta? 125. Dạ. Yeah. Tên là gì, Vision gì biết. Con này thì bó tay rồi, không biết được cái tên của nó rồi. Biển số 72 Vũng Tàu 35555. Yeah. Giá đấy anh em là 32 triệu nhá. 32 triệu nha anh chị. Giá là 32 triệu đồng. Rồi, ok ha, 32 triệu đồng. 72N1 35555. Còn đây là một con GBX Demon. Mẫu xe Sport 150 phân khối. Biển 60 Đồng Nai nhá, giá 37 đó. 37. Chúng bầu giống mấy chiếc quay tàu quá ha, đi chơi mấy chiếc quay tàu. Đây cái bộ móc dạ. Kêu rất là to. Cái này biển 60B6 55019. Giá anh đã bao nhiêu anh? 37 triệu luôn em. Rồi 37 triệu nha anh chị ha. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ để nhường lại cho thằng em nó báo giá lốt hai hàng nhá. Dạ. Không được chút xíu nhá. Rồi. Qua đây. Rồi Z. Đây. Ô dùng GTX. Đây anh chị, GTX ha. Bù nổ nha. Tắt mic mở lại đi anh. Dạ. Đây, mình tắt cái mic mở lại ha. Rồi ok. Con này bình yếu rồi hả? Dạ bình yếu rồi. Con này biển số 72 Vũng Tàu nha anh chị, 55351. Con này dạ. 38 triệu. 38 anh chị ha. Dạ. Đó, 38. Giảm 39 giờ giá bớt cho anh em 1 triệu luôn dạ. Rồi. Dạ, giờ còn 38 đó. Dạ. Dạ. Còn đây là một cặp Legend nha anh chị. Legend này là 200. Cặp Legend 200 băng khối. Ba em luôn. Ba con luôn ha, ba con luôn. Ở đây có một cái chiếc màu xanh xám biển số Bình Thuận 86 00364. Giá là 44 triệu cho anh em. Dạ 44 triệu.
Còn ở bên đây là màu đen nhám thì biển 93 Bình Phước, 93A100260. Giá để cho anh em là 48 triệu. Bô rin đâu có nó hết nè anh chị ha. Rồi giá 48 đầu máy lên nha. Máy móc không? Đây gần 200. Rồi. Có nghĩa là cái giờ con này là 48 bớt số anh em còn 47 triệu. Dạ. Yeah, bớt 1 triệu luôn. Bớt triệu còn 47 anh chị nha. Yeah. Máy móc bao zin hết luôn. Dạ. Yeah. Còn con thứ ba là con màu vàng là cũng như nổi nhất trong ba con luôn, thì con này biển Vĩnh Long 64A200475. Giá đang bán là 49 triệu bớt cho anh em 1 triệu còn 48 luôn. Rồi còn 48 luôn nha anh chị ha. Còn bây giờ là sẽ tới những cái dòng mà các anh các chú mà trung tuổi lớn tuổi sẽ thích rất là nhiều đây. Đó là cái dòng Rebel. Đây là Rebel 125 hay 150 anh? 125 anh. À 125. Nổ máy điển hình con Rebel cho anh em nghe trước ha. Tí xíu mình sẽ báo giá thôi. Con này bên này biển 47 nha chị, 47B1 25258. Giá con này bao nhiêu anh? Giá con này là hiện tại là cửa hàng bán ra là 34 triệu bớt cho anh em 500 còn 33 năm. 34 bớt 500 còn 33 triệu 500 anh chị ha. Còn đây cũng là cái mẫu Rebel 125 phải không anh? 125 còn 3 em 225. Dạ, 3 xe 125. Dạ. Nhìn mẫu này đẹp quá trời các bạn ha. Nhìn nó nhỏ nhắn vừa vừa nè. 125, nhìn cái gột máy đó, máy đứng nhìn ngầu ghê luôn. Giá như thế nào đây anh? Con này là 29, 30 bớt chứ còn 29 năm. 30 bớt còn 29 năm. Dạ. Biển số của nó là ở đâu đây? 95 nha anh chị, là của Hậu Giang. Còn bên đây, con này thì biển số của nó là 73 là của Ấn Bình anh chị ha. 1339 luôn nè. Rồi đúng rồi. 1339 đuôi ra đuôi thằng tài luôn, 339 luôn. Con này lấy chẳng cho anh em 33 triệu luôn. 33 triệu luôn anh chị. Dạ. Giá chẳng 33. Còn đây là một con mình kêu bằng con gì đây? Yamaha IB. Dạ. IB 125 của Yamaha. Được sơn cái bình xăng lại là vô một cái thùng review phía sau. Biển số là 68 Kiên Giang 43689. Còn bán là lên được cặp thùng trước chống đổ vô được cái luôn. Cặp này với cái chống đổ nói chung mà nhìn cũng ngầu đẹp xe đó các bạn ạ. À. IB 125. Rồi mà chạy cũng phê lắm nha. Máy nghe rác ghê không? Máy móc bao zin cho anh em luôn. Dạ. Giá nhiêu anh? Con này là 34 triệu 500 bớt cho anh em còn 34 triệu chẳng luôn. Dạ, bớt còn 34 triệu chẳng anh chị ơi. Còn đây là Kimco 50. Kimco 50 biển 47 Đắk Lắk. 47AC80685. Dạ. Rồi, bao nhiêu anh? Giá này 15 triệu bớt cho anh em còn 14 năm. 15 bớt 500 còn 14 năm. Dạ. Còn đây là Suzuki GD110, cái này là hãng của Suzuki nha chị ha, được sơn 3D dàn áo. Con này biển Tiền Giang 63B5 42512. Giá còn là 23 triệu còn bớt cho anh em còn 22 triệu 500. 223 ha anh? 23 triệu bớt. Bớt 500 còn 22 năm. Dạ. Ở đây thì mình thấy là có lên một cái cản GV nè anh chị. Cái này anh chị có thể là về kiếm một cái thùng lên mình gắn lên cho mình đi xa chở đồ cũng rất hợp lý ha. Rồi một con Custom 125. 125 biển 43 5027 nha anh chị ha, biển 43 Đà Nẵng. Giá là 35 triệu nhưng mà anh em tới vẫn bớt chiếc cho anh em nha. Dạ. Hàng này hàng rất kiếm, cửa hàng còn có một chiếc thôi á. 35 triệu nha anh chị mình ha, 35. Dạ. Còn đây anh con Mazda phải ủa này Suzuki GZ 125 chứ. 125 rồi dạ. Tem lửa. Biển thành phố 54N16934 nha anh chị ơi. 31 triệu cho dạ. Anh em. 31 triệu đồng. Dạ. Rồi ok anh, 31 triệu. Qua đây là một con Magma Dalim phải không anh? Dalim Magma. Dalim Magma. Con này thì nó quá ngầu luôn rồi. Xe cổ. Thời Lý Hùng. Có vô của cái đầu để chân nguyên một cái miếng thép như thế này. Này để ba đời nó cũng không mòn nổi luôn. Bền lắm nha anh chị. Biển 65 Cần Thơ rồi 1 2907. Giá 23 triệu anh em tới vẫn bớt cho anh em nữa nha. Cái này là giá đã bớt sẵn hết trong đây rồi. Rồi ok anh. Dạ. Tiếp tục ở đây là con này biển 62B103423 Honda RR 150. Rồi là giá cửa hàng đang bán ra là 26 triệu được chứ. Dạ. 27 bớt 1 triệu cho anh em là 26 triệu luôn. Còn 26 anh chị mình ha. Dạ. 26 triệu đồng. Rồi bên đây con này là con gì đây ta? Con Rebel 170. Dạ, Rebel 170.
Biển 83 Sóc Trăng 14146 29 nha anh chị ha. Giá là để cho anh em là 17 triệu. Con này nói chung cũng lạ bằng ngầu á, mình lần đầu thấy đây. Dạ. Bao nhiêu chứ anh? 17 triệu anh. Có 17 triệu thôi anh chị nha. Giá thì hợp lý ha. 17 triệu. Máy hồi xuống luôn 170 luôn anh. Dạ, 170. Dạ. Giá 17 nha anh chị ha. Rồi bên đây là một con FZS luôn không anh, mình sang con. Đúng rồi. FZS mình sang con nè. Bên này có vô quả bô to nè. Còn FZS, giá con này bao nhiêu vậy anh? Giá con này hiện tại là 22 triệu 500. Dạ, 22 triệu 500 anh chị. 23 ha. Anh ngố anh thuê. Dạ đúng rồi, dạ 23 giảm 500 còn 22 năm nha anh chị ha. Bớt cho anh em luôn. Dạ. Con này độc nè anh. Con này là Rebel Mini 125 dạ. Luôn. Con này nhìn đã quá. Mới nó mini nhỏ lắm anh chị ơi, đã lắm. Đây Rebel Mini dạ. 125. Biển 81. Dạ ơi. Đó. Giá mình để bao nhiêu anh? Bán lại cho bán cửa hàng đang bán ra là 18 năm bớt cho anh em còn 18 triệu chẳng luôn. Dạ. 18 năm bớt 500 còn 18 chẳng nha anh chị ha. Dạ. Một chiếc này gọi là Monster 110 nha anh chị, dáng như là Ducati nhỏ vậy đó. Nó là chính xác là Monster 110 nha. Dạ. Rồi, biển 47. Dạ. Mình nếu là xăng chắc cũng hết luôn rồi quá. Đang hết xăng anh. Dạ. Xăng bơm rồi cho qua đi ha. Con này là bên cửa hàng đang bán ra là 14 triệu cho anh em. Dạ. Tới cửa hàng vẫn bớt nữa nha. Con này có 14 thôi anh chị nha, giá có 14 triệu đồng thôi. Dạ. Rồi anh em mình xuống dưới luôn. Xuống dưới đây là có hàng Fortuner. Dạ. Đây. Con này thì có cái quả đèn với lại cái đồng hồ. Nhìn ngầu quá trời quá đất nè. Anh chị không? Cặp đèn, cặp đồng hồ chứ. Giá con này mình để cho khách là bao nhiêu anh? Dạ 31 triệu. 31 triệu và bản số của nó là 86 Bình Thuận. Cái này là được trước là 31 triệu 500 giờ sẽ xuống 31 triệu cho anh em luôn. Giảm 500 ngàn anh chị ha. Dạ. Rồi ok anh. Một con FZ, con này là có khung xăng điện tử FB rồi. Và con này là biển số 72 Vũng Tàu E131455. Bán cho anh em là 29 triệu. Dạ. 32 triệu bớt xuống hết luôn rồi. Giờ còn có 29 thôi. Dạ. Giảm giá cho anh em luôn. Dạ rồi. Anh em nào mà Tết, xin lỗi các bạn, lễ Tết thôi nè. Đi dạ. Chơi thì lựa chọn mấy mô tô này đi cho nó ngầu. Đi chơi, đi phượt, đi xa đồ. Mình chạy thời gian ngắn, nhiều khi mà mình kẹt tiền, thiếu tiền thì mình có thể quay đầu được không anh? Được anh, vẫn được quay đầu bình thường anh. Vẫn quay đầu được anh chị ha. Dạ. Rồi, tiếp tục bên đây là con Rebel phải không anh? CB 125. À, CB 125 hả? Biển 59. Dạ. Để bán ra cho anh em 21 triệu luôn. 03523 nha. 19 anh. 21 triệu. À, 21 triệu. Rồi, 21. Máy này nổ sướng lắm mà anh. Dạ, đâu anh nổ cho anh em mình nghe thử cái ha. Cái bộ to à. Bộ là bộ zin của nó luôn. Này mình chạy ra đường mà lại mấy đám đông ai nghĩ nó là 21 triệu đâu. Dạ. Nghĩ nó 210 triệu thì có anh chị à. Ta đâu có biết đâu. Cái bộ quá độc ha. Quá đã luôn. Hay thì... ra đường tưởng tưởng CB 250 không á. Dạ. Tiếng máy á. Rồi cho em xin cái giá là 21 đúng không? 21 triệu. Rồi ok anh 21. Như lúc đầu anh Vinh anh cũng có chia sẻ là cửa hàng vẫn hỗ trợ lại cho thiếu góp một vài triệu đúng không anh? Dạ đúng anh. Dạ rồi. Góp thiếu vài triệu luôn. Anh em nào thiếu tiền một vài triệu thì có thể liên hệ cửa hàng. Còn đây là con GZ125, biển số ở Đắk Nông nha anh chị. 48E1 12691. Con này bây giờ đang giá 25 bớt thẳng cho anh em 1 triệu luôn, còn dạ. 24 triệu. Còn 24. Rồi. Qua đây cũng mấy con giống nãy không anh? Qua đây con cũng CB luôn. CB luôn. 125 đúng không anh? 125 luôn anh. Biển 86B2 dạ. 05525. Giá dạ. Là 20 triệu cho anh em. Tới vẫn bớt nữa nha. Dạ. Giá là 20 đó, còn con nãy 21 mà anh em lại đi, còn bớt. Cái này bình bông mai nó kiểu mà nó dạ. Xăng chưa đủ bơm nó dạ. Ngộp xíu trên. Rồi, con này ra được chạy xuống lắm. Dạ. Rồi 20 triệu nha anh chị. 20 triệu một em dạ. Cứ đến với bên cửa hàng đi rồi thương lượng hay như thế nào thì cứ trao đổi anh chị nha. Đúng rồi. Rồi qua đây con này. Cái bình xăng lạ quá. Con này con Yamaha. Dạ. Biển 72 Vũng Tàu. Dạ. 00791. Bán ra anh em là tới mình để cho bán ra là 20 triệu chẳng cho anh em luôn. Dạ rồi, chẳng luôn là có 20 triệu thôi đó anh chị. Chẳng luôn 20. 20. Rồi. Con này chạy nổ cũng sướng, máy nổ cũng nghe cũng đã lắm nè. Dạ. Còn đây là Yamaha gì IBR vậy? IBR ha. 125. Cái này là đúng rồi của Yamaha nha anh chị nha. Rồi. Yamaha IBR. Con này biển 72C1
cùng 07284. Cửa hàng đang bán ra là 22 triệu cho anh em luôn. Đang con này là có FB luôn đó nha anh chị ơi. FB. Con này mình xăng con chứ, mình xăng con anh ơi. Mình xăng con à. Xăng con anh nhìn rồi. Dạ, mình xăng con. Thầy có lên cái đèn nào không? À, cái nút haja ha. Đó. Có đèn haja, đèn ưu tiên đó anh em. Giống như trên ô tô vậy đó. Đó có lên đèn. Có luôn ha. Rồi. Đây. Giá là anh báo rồi đúng không? Dạ. Dạ anh báo rồi, qua đây. 22 triệu. Con này là giá này, con này là 25 triệu là đúng rồi. Con này nó giá nó có tới giá đâu mà biển số đẹp. Dạ đúng rồi. 34566. Dạ. 78 G1. G1. Con này là Bentley 125. Dạ. Giá là 25 triệu cho anh em tới vẫn bớt nha. Dạ anh rồi. Vẫn bớt bình thường. Anh em cứ thoải mái đến cửa hàng đi là sẽ còn bớt còn giảm cho anh chị hết. 34566 nha anh chị. Rồi ok anh. Còn đây là con Suen 125. N125. N125 nha. Biển số của nó là 60F3 biên Hòa Đồng Nai đó, 19125. Còn bán cho anh em là 34 triệu. Con này phải nói là cái chất xe còn đẹp anh ha. Còn rất ok luôn. Còn zin nguyên bản. Dạ. Máy này là xe này là như một đời chủ, zin chủ luôn. Trời đất ơi, cái gì chìa khóa của nó còn hai chìa luôn nè. Đời 2018 luôn. Rồi nè anh chị thấy không? Chìa khóa còn hai chìa luôn nè. Đó. Đúng cao Suzuki luôn ha. Anh em mình nghe máy thử con này một cái đi. Đó. Con này là có vô một cái kibo nha anh chị nha. Chứ em đoán là kibo đi nó chắc cũng im lắm. Kibo đi êm lắm. Nhưng mà có người ta mong kibo đi vô nó không có thông xe, ta lên cái bô này cho nó êm xe hơn. Dạ. Con này biển số 60 anh chị ha. Em vừa đọc cái biển số cho anh chị rồi. Giá là bao nhiêu anh? 34 triệu anh. Dạ 34 nha anh chị nha. 34 triệu. Là 35 triệu còn gặp đó biển số 4 á. Dạ rồi. Dạ. Bên đây là một con Husky 125 của ếch qua em nha anh chị. Con này biển số 74 quản trị D1 23573. Giá là 24 triệu cho anh em. Bớt, dạ. Còn bớt nữa, cái này đang bớt đó. Dạ. 24 dạ. Nha, nhưng mà lại cửa hàng là vẫn còn bớt nha anh chị. Dạ. 24 anh chị có lại cửa hàng đi, cái quả đồng hồ của nó nhìn dáng đẹp lắm. Dáng Classic nha anh chị ha, dáng cà phê rồi đó. Rồi. Qua đây, con Suen, con kia là một em 25, còn này em 150. Dạ, này 150. 150 FI, này FI luôn. Dạ. Biển 37G1 04688. Dạ. Đang để cho anh em là 32.500. Con này thì máy móc của nó tương tự giống như GZ vậy đó anh chị, nên là rất là im và bền nha. Hai cái đồng hồ nhìn rất là uy tín luôn. Hai đồng hồ nhìn rất là đẹp ha, ngầu. Giá là anh báo là 32 đúng không anh? 32.500. Rồi 32.500. Rồi. Đó, okay. Con này là máy móc bao xin cho anh em luôn. Dạ, 32.500. Dạ. Rồi, qua đây con này con gì đây? Suen. Su HG125. HG125. Biển thành phố, chính chủ luôn. Bánh mâm luôn anh chị ha, mâm đĩa đàng hoàng luôn. Chính chủ luôn, biển 59X3 69657. Cái này chắc là cái anh chủ trước là có con nhỏ nè, anh chị thấy nè. Ưu tiên cái đồ để chân cho các bé nè ha. Hai bên luôn. Rất là độc luôn nha. Này có lý nè. Đó là gia đình nào mà các anh có con nhỏ thì lựa chọn lấy con này về cho các em nó để chân cũng được luôn. Đó, ngồi ở trên đây nè, im ru luôn nè. Để chân lên. Im ru cái máy. Lên cho anh em cái bộ đèn cầu trước luôn anh. Có đèn cầu luôn nè. Cầu trước luôn. Cầu bao sáng luôn anh. Dạ, đây. À, vô cái quả đèn đảo quá trời luôn nè anh em thấy không? Sáng trưng à. Cái này đi buổi tối chắc sáng lắm anh. Dạ, đi buổi tối là người đi trước nào nó pha vô đèn chiếu hoặc là chỉ chói mắt luôn chiếu dạ. Trước luôn á. Mà máy im lắm nha anh chị, em nghe im lắm. Không nghe gì luôn. Xe là chính chủ luôn nha. Dạ. Chính chủ công chức nhãn quyền hết. Biển số là thành phố nha anh chị, biển số Thủ Đức nha, 59X3 69657. Giá nhiêu anh? Là 34 triệu. Dạ. Cho anh em. 34 nha anh chị nha. Rồi. Bên đây là một con GD110 biển số An Giang 67 51509. Đây, cửa hàng đang trong giá là cái 24 năm, mình đang bớt cho anh em là 24 triệu chẳng luôn, bớt 500 cho anh em hết. Rồi ok anh. Đang bớt nữa. Còn 24 chẳng anh ha. Dạ. Rồi còn 24 triệu chẳng. Con này là máy móc bao zin cho anh em không nè. Dạ. Zin nguyên bản luôn, chưa đụng gì máy móc luôn. GD110. Dạ. Rồi. Giờ anh em mình qua đây là một cặp Husky của ếch của em luôn. Máy xăng dạ. Giang anh chị ha. Xăng Giang là của các em đó nha. Con này biển 65 LM144806. Đang bán 27 triệu chẳng cho anh em luôn, bớt luôn mạnh tay luôn. Đồng giá con nào cũng là 27 triệu hết. Đồng giá hai em luôn. Đó, anh chị mình nên thích con nào lấy con đó thôi. Con thì biển số 65
con thì biển số 81, con miền Tây và con miền miền núi ha. Miền cao 81 Gia Lai nha anh chị. Đó. Máy yên móc nó cũng im ghê. Yên này yên zin của nó luôn nha, dạ. Chưa làm gì nó luôn, chưa bọc luôn. Đồng giá 27 nha anh chị nha. Dạ. Kẹt đi một vài triệu thì bên nhà sẽ hỗ trợ, còn nếu anh chị mà kẹt tiền nhiều mình không có tiền luôn thì có thể là mình góp qua bên công ty tài chính nha. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi. Qua đây một con FZ đi anh, con này mình đồng giá với nhau luôn rồi ha. 81 Gia Lai là con này nè. Đúng rồi. Rồi, đây là FZ. FZS đó anh chị, nhưng mà nó độ lên cái dáng độc quá. Dáng cà phê. Máy móc con này bô ra đường hơi bị sướng luôn. Dạ. Ủa sướng lắm. Đi bình bông mai luôn hết ta ha. Rồi bông mai không anh? Dạ. Biển số là Gò Giáp nha anh chị, 59V1 05306. Dạ, vừa có hàng bán ra là 27 triệu cho anh em luôn. Rồi, 27 triệu đồng nha anh chị ha. Anh nói cái bô sướng lắm, mình nổ cho anh em mình nghe thử luôn. Đó, anh em tiếng bầu đã chưa? À, có cái đồng hồ tua máy của nó vẫn lên luôn nha anh em. Cái này đồng hồ chế vô thôi nhưng mà vẫn lên, thấy kích thích lắm này. Đó, bô nổ ngon ha. Dồn rụm luôn. Em này mà ra đường đèn đỏ mà dừng mà nẹt vô mặt người ta mệt lắm á. Này có thể giải tán đám đông á. Dạ, dạ. Rồi giá nhiêu nha? Dạ, 27 triệu góp cho anh em còn 26.500. Dạ. 27 à, giảm là còn 26 năm anh chị nha. Dạ. Rồi biết đâu vui vui mình cứ đến cửa hàng đi. Săn cổ một vài chút nữa rồi sao vẫn được sao? Mình cứ đến cửa hàng đi anh chị ha. Dạ, đúng rồi. Rồi bên đây một con Dalim nè anh. Con này con Dalim. 68G1 74351. Con này có 15 triệu cho anh em một chiếc. Dạ. Bớt giảm về mặt tay cho anh em hết. Này mà các anh lớn tuổi và các chú mà không điều kiện nhiều thì lựa chọn mấy con này đi vào phố sáng cà phê ha. Dạ, sáng cà phê chiều tầm mấy chục là có lý á. Rồi, ok. Còn bên đây anh, con này FZ FI nè. FI 150. Con này đời mới luôn, đời 2017 luôn. Dạ. Có lên được cái bô cho anh em luôn. Dạ. Bô hơi cho anh em luôn, bô này nủ. Con đã hết con một lần nữa. Giòn tan luôn. 86B1 34775 nha anh chị ha. Con này FI á nha anh chị, nhưng mà chắc lưỡi xăng bộ rồi chắc cũng yếu tí quá. To quá trời to luôn. Nói chung mình chạy mô tô mà. Có ít to nhiều cũng có to tí đi chứ mô tô mà bô im quá chạy đâu có sướng. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Bô bên mô tô mà không lên bô hơi ấy, thì nó sẽ bị độc khói vô bô di, mình thay bô rim nhiều cũng hơi mệt. Dạ. Mình luôn. Đó. Rồi. Giá giá con này anh báo là 34 triệu anh. Dạ 34 nha anh chị ha. Con này đã bớt cho anh em nữa rồi. Anh chị cứ đến cửa hàng thì sẽ còn giảm, còn nếu không anh chị mình có thắc mắc thì mình cứ trao đổi với cái số điện thoại trên màn hình anh chị nha, để gặp trực tiếp bên cửa hàng. Dạ. Rồi cặp R15B3 luôn anh. Cặp này con em này là biển 92 Quảng Nam nha. Dạ. 28722. Giá này là 47 triệu cho anh em luôn. Dạ, 47 triệu. Cắn bớt cho anh em đó. Rồi ok anh, giá là 47. Còn bên kia anh, con em này là giá là 46.500. Dạ, cho lệch nhau 500. Biển số là Bạc Liêu anh chị nha, 94K2 18398 nha chị. Luôn à. Cái mũi xe này nó khác biệt với anh khác nè. Đúng rồi, nó có vô cái này nè. Cái này mình không biết cái gì nhưng mà mình gắn vô mình thấy nó ngầu cái xe hơn rồi đó. Dạ. Cũng như có mũi kính chắn gió màu đen rất là ngầu nè anh chị ha. Dạ. Nghe rồi đây. Con này nó có quạt tản nhiệt trực tiếp. Em ru à. Máy móc còn zin cho anh em luôn. Rồi, giá con này bao nhiêu anh? Dạ con này là 46.500. Anh em tới vẫn bớt nữa, mặt tay cho anh em nữa chứ không phải giá này. 465 vẫn còn bớt, anh em cứ đến cửa hàng ha. Dạ. Rồi, ok, anh em mình lên đây. Ở giá cả xe nãy giờ là các bạn anh chị có thể thấy là tổng thể cửa hàng là xe rất là nhiều. Anh em mình cũng đã cố gắng báo giá hết cho anh chị các bạn tham khảo về giá cả. Anh chị em nào quan tâm hay mình muốn tham khảo một cái dòng xe nào, hay là trong quá trình quay mình còn thắc mắc một con xe nào đó thì mình nhớ tên xe và biển số. Tại vì mỗi xe anh em mình đều có đọc biển số hết thì anh chị nhớ mà gọi về cửa hàng được là tư vấn rõ ràng hơn ha. Rồi không biết là trước khi kết thúc video thì anh có nói gì nữa không, hay là chia sẻ thêm với các bạn không, rồi các anh em mình kết thúc, chào các bạn ha. Dạ. Dạ. Cuối video xin chúc anh em một ngày mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc công việc nha. Dạ. Nếu anh em có thắc mắc về dòng xe nào hoặc là mình quay có nhanh quá thì anh có chụp hình cái dạ. xe đó và kết bạn Zalo 0965145779. Dạ. Và gửi qua Zalo cửa hàng nha để dạ. tư vấn thêm cho anh em thêm hơn. Ok anh. Dạ. Rồi video tới đây chắc anh em mình sẽ tạm dừng anh ha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn và xin chào lại tất cả các bạn cô chú chị video sau nha. Chào anh em video sau. Dạ. Chào anh em ơi.